trong vai người đi mua bún, phóng viên Tiền Phong tiếp cận một trong những cơ sở sản xuất bún tươi quy mô lớn tại khu vực BSL. Cơ sở bún Bắc Cờ tại xã Trường An, thành phố Vĩnh Long. Với quy mô cả ngàn mét vuông, quy trình sản xuất khép kín, một nhân viên kinh doanh của doanh nghiệp này tự tin cho biết, hiện các siêu thị lớn, nhỏ không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh miền Tây lân cận đều do BK cung cấp. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp này có 2-3 xe, trọng tải từ 1-5 tấn cung cấp hàng liên tục mỗi ngày. Theo chân một xe tải lớn chở bún của cơ sở BK từ Vĩnh Long lên thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tầm 13-14 giờ mỗi ngày, bún sẽ được xe tải chở xuất phát từ Vĩnh Long. Đến Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, xe chở bún san hàng để chuyên chở vào nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp cận với xe hàng của bún BK tối ngày 7 tháng 1, tại kho hàng trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Tiền Phong tận mắt chứng kiến cảnh bún không hề được bảo quản đông lạnh. Và đặc biệt, dù chỉ mới tối ngày 7 tháng 1 song trên bao bì đã đóng dấu ngày sản xuất là 08/01. Bún được đóng trong các gói nhỏ và chất vào bao tải hoặc giỏ nhựa. Như vậy, với quy trình xuất phát từ Vĩnh Long tầm 14 giờ chiều, bún BK đã ăn gian ít nhất 10 giờ đồng hồ sản xuất, đó là chưa kể để có một lượng hàng lớn cung cấp cho thị trường, có gói bún đã phải sản xuất trước đó nhiều giờ đồng hồ. Điều này lý giải vì sao các siêu thị luôn có hàng mới để bán, còn người tiêu dùng luôn có hàng mới để ăn, trong khi bún là thực phẩm có hạn sử dụng rất ngắn, chỉ từ 1-2 ngày, mà không hề biết mình đã bị ăn gian ngày sản xuất. Có chất bảo quản. Theo như quảng cáo của một đại diện kinh doanh bún BK, nếu để ở nhiệt độ thường thì bún có thời gian sử dụng 2 ngày, còn nếu để ở nhiệt độ lạnh, 24 độ, thì 30 ngày sau bún vẫn sử dụng được. Khi được thắc mắc vì sao ngày sản xuất trên bún được đóng trước thời hạn thì đại diện này thừa nhận việc làm này là không đúng, song nếu đóng ngày sản xuất đúng theo thời điểm cung cấp hàng thì sẽ thiệt thòi cho doanh nghiệp đến một ngày do quá trình vận chuyển. Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ Phan Thế Đồng, giảng viên bộ môn công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng của trường Đại học Hoa Sen cho rằng, bún là một loại thực phẩm có hạn sử dụng rất ngắn. Nguyên do là trong quá trình sản xuất, bún được trộn qua nước lạnh, tiếp xúc trực tiếp với tay, hoặc bao, của công nhân nên nhiễm vi sinh vật trở lại. Theo tiến sĩ Đồng, bún nếu để sau một ngày thường sẽ bị chua và đổi màu. Do đó, nếu không có chất bảo quản, bún sẽ bị hôi chua, còn nếu không có chất tẩy trắng thì bún sẽ bị đổi màu, tiến sĩ Đồng phân tích. Cũng theo tiến sĩ Đồng, bún nếu không có chất bảo quản thì có thể sử dụng trong ngày hoặc tối đa là 2 ngày. Còn nếu ở nhiệt độ lạnh thì cũng chỉ được thêm chứ không thể kéo dài được 30 ngày. Do đó, chắc chắn loại bún này có chất bảo quản, xong chất bảo quản có nằm trong danh mục cấm hay không, hàm lượng thế nào thì phải xét nghiệm mới có thể biết được. Tuy nhiên, tiến sĩ Đồng cho rằng, việc xét nghiệm này gặp nhiều khó khăn bởi vấn đề về kinh phí, thời gian xét nghiệm và quan trọng là phải xác định được chất gì có trong bún bởi hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Hiện tại, phóng viên đã liên hệ với các hệ thống siêu thị và đang chờ phản hồi.